trời thương Phật độ, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, thoát khỏi tai ương, vượt qua đại hạn, vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị thân mến, để hiểu về vận trình tử vi của người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024, thì chúng ta cần xét theo thiên can và địa chi. Người tuổi Nhâm Tuất có thiên can là Nhâm Thủy, địa chi là Tuất Thổ, do vừa mang năng lượng thủy lại vừa mang năng lượng thổ, nên người tuổi Nhâm Tuất là người rất trung thành, kiên định, hiền hậu và thích giúp đỡ người khác, đồng thời cũng là mẫu người sống rất tình nghĩa trong cuộc sống. Cuộc đời của người tuổi Nhâm Tuất phải trải qua rất nhiều sóng gió, thời trẻ vất vả, nghèo đói đủ đường, trung vận tuy có chút ổn định, nhưng phải lao tâm khổ trí, hậu vận may mắn có thiên phù Quan Âm Bồ Tát trợ mệnh mà cuộc sống giàu sang, phú quý hơn người. Bước vào năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn cho thấy người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương khắc. Cụ thể là người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thuộc mệnh Thủy, gặp năm Giáp Thìn mệnh Hỏa mà Thủy với Hỏa lại khắc với nhau. Chính vì vậy mà trong năm công việc, sự nghiệp sẽ chịu nhiều khó khăn, vất vả, nếu không cẩn thận, nhiều người còn rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu, nghèo khổ, khốn khó, không chừng còn hóa kiếp ăn xin. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng sẽ là cơ hội ùn ùn kéo đến, tài lộc đổ đầy nhà, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, đổi đời nhanh hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người, an hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Nếu như hữu duyên biết được điều này thì may mắn, thời cơ sẽ đến, thì ắt sẽ đổi đời, cải vận mà thôi. Quý anh chị tuổi Nhâm Tuất thân mến, trong sách cổ cũng có ghi lại rằng, cuộc sống của chúng ta là chuỗi những quá trình nhân quả, mà trong quá trình đó thì bất kể là loài nào cũng không tránh thoát được quy luật của nghiệp quả. Vì thế mới có người xác nhận gặp dữ, mà báo tới lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt, từ đó mà thoát nạn, ấy là do đức năng của người đó. Và ngược lại, cũng có người, mặc dù vinh hoa phú quý cả một đời, sinh ra đã may mắn hơn người, sống trong nhung lụa, lớn lên nhờ bơ sữa. Thế nhưng hàng ngày tạo nghiệp bất thiện, đến phút cuối cùng lại rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay, cực khổ trăm bề, con cháu lầm than. Vậy thì bước sang năm 2024 âm lịch tới đây, người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, sẽ có vận số như thế nào? Cơ may nào đến với con giáp này? Trong năm 2024 âm lịch, quý anh chị cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì? Ngay bây giờ sẽ là luận giải chi tiết. Số mệnh giàu sang, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, cực may, cực đỏ, hốt sạch lộc trời, tiền tỷ cầm tay, mua nhà lầu, đổi xe xịn, giàu sang hết phần thiên hạ trong năm 2024. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Nhâm Tuất. Xét theo tử vi vận mệnh, người tuổi Nhâm Tuất là người cả đời luôn gặp chuyện tốt, có quý nhân phù trợ, mọi việc thông suốt, hậu vận hưng vượng. Là phụ nữ thì mang mệnh hiền lương, giỏi việc nước, đảm việc nhà, Nhâm Tuất có nền tảng kiến thức khá phong phú, làm việc quy củ, điều này khiến mọi người rất tin tưởng và tôn trọng họ. Họ ghét những sự việc bất hợp lý, tinh thần trách nhiệm và sự chính nghĩa hết thường trực, khiến họ luôn nhiệt tình và hết mình với những việc phải làm. Tuy nhiên, khi bị cấp trên yêu cầu làm những việc không mấy quang minh chính đại, người tuổi Nhâm Tuất thường do dự, chần chừ, không biết phải lựa chọn như thế nào giữa nhiệm vụ và sự chính nghĩa. Chính vì vậy, sự trung thành của họ sẽ thường xuyên bị người khác lợi dụng và khi phát hiện ra rằng có người nào đó đang và đã lợi dụng mình, họ thường cảm thấy rất đau khổ, dày vò, chán nản và cô độc. Tuổi Nhâm Tuất giỏi chịu đựng gian khổ, thế nhưng lại thiếu năng lực xác định mục tiêu, chỉ khi xác định được số mục tiêu phấn đấu, họ mới có thể phát huy được hết tài năng của mình. Tuy có tư tưởng khá phóng khoáng, nhưng người tuổi Nhâm Tuất lại tương đối bảo thủ trong hành động, một số người thường thiếu tính độc lập và tự chủ. Vận niên tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm 2024. Theo tử vi học, bước sang năm 2024, tuổi Nhâm Tuất gặp vận niên dương hồi ngàn, có nghĩa là dê về suối. Vận niên dương hồi ngàn tương ứng với vận niên tốt, là con dê đã tới lúc được trở về với núi rừng, nhiều cỏ cây xanh mướt, hoa quả tươi ngon nên thỏa chí tang bồng, tha hồ thưởng thức. Theo tử vi năm 2024, tuổi Nhâm Tuất triển vọng có thể đưa tới cho mưu cầu công danh, kinh doanh trong năm cũng có cơ hội phát tài, phát lộc.
Người tuổi này gặp nhiều bạn tốt và dự báo phía trước có nhiều vận may. Nếu kiên nhẫn, khiêm nhường thì công việc được bền lâu, tham gia giao thông, quản lý tài sản hay tiền bạc cẩn thận. Luận theo tứ trụ tử vi năm 2024, tuổi Nhâm Tuất. Thiên hỏa, địa hỏa, trong năm nay mọi việc đối với chủ mệnh không có nhiều chiều hướng tích cực, sức khỏe không được tốt, dễ bị đau ốm, gia đình không đạt được kết quả như mong đợi. Như vậy trong cuộc sống vận số có lúc đến, cũng có lúc đi. Năm 2024 là một năm đầy thử thách đối với tuổi Nhâm Tuất. Theo dự báo của những nhà phong thủy, cuộc sống của bạn chưa được tốt với nhiều khó khăn và bất lợi trong công việc cũng như xuất hành. Không chỉ vậy, tình cảm trong gia đình cũng sẽ không được tốt, thiếu hòa khí và có chuyện buồn phiền đưa đến. Tuy nhiên, hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và kiên định trong cuộc sống. Hãy luôn tin rằng bất cứ thử thách nào cũng có thể vượt qua nếu ta có đủ sự kiên trì và nỗ lực. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về thiên can. Thiên can Nhâm của tuổi này thuộc ngũ hành thủy, gặp năm 2024 thiên can Giáp, ngũ hành thuộc mộc là mối quan hệ bình hòa. Theo tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2024, trong năm công việc của chủ mệnh sẽ mở mang hoặc liên kết với người khác, tuy nhiên về kết quả thì đôi khi không được tốt như mong cầu. Đối với việc kinh doanh, đầu tư phát triển năm Giáp Thìn, chủ mệnh nên suy tính và chuẩn bị kỹ lưỡng, không nên đưa ra những quyết định vội vàng. Về sức khỏe và tình cảm của gia đạo người này cũng không được tốt. Xét về địa chi. Luận giải tử vi năm 2024 của người sinh năm 1982 cho biết, người tuổi Nhâm Tuất gặp năm có địa chi Thìn là quan hệ chủ về tương xung hay còn gọi là tuế phá của bản mệnh. Công việc làm ăn trong năm Giáp Thìn của người tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn, có thể đưa tới những thay đổi trong công việc, mọi việc tiến hành trong năm không đạt được như ý muốn. Sức khỏe dễ đau ốm, bệnh tật có thể lâu khỏi, trong nhà có chuyện phiền muộn đưa đến hoặc tiền bạc phải tiêu pha nhiều khoản cho công việc hay cho bản mệnh người tuổi Tuất. Xét về ngũ hành. Xem bói tử vi Nhâm Tuất năm 2024 cho hay, ngũ hành bản mệnh của người thuộc thủy gặp năm Giáp Thìn 2024 ngũ hành hỏa là quan hệ chủ về khắc xuất, xấu. Năm 2024 đối với người bản mệnh thủy, cần lưu tâm các vấn đề có liên quan tới sức khỏe, các công việc của chủ mệnh không được thuận lợi, suôn sẻ với sự hỗ trợ của mọi người và bản thân nỗ lực có thể gặt hái được một số thành công. Năm này người mạng thủy chú ý tháng hỏa vượng là tháng 5, bởi đây là tháng có thể khiến công việc của người này đưa tới sự phiền muộn, tiền bạc hao tán. Xét theo cung phi. Theo tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2024 cho hay, cung phi ly thuộc hành hỏa gặp cung phi chấn thuộc hành mộc là năm Giáp Thìn chủ về sinh khí, đây là sao có ý nghĩa tốt. Theo đó, công việc của chủ mệnh tuổi này dễ mưu cầu thành công và được như ý muốn, mở mang thêm các công việc thuận lợi. Cùng với đó, ngũ hành cung phi của năm và ngũ hành cung phi tuổi này có quan hệ tương sinh. Vì thế mọi việc tiến hành khá thuận lợi và gặp được quý nhân, nhiều điều may mắn đưa đến cho công việc tin vui gia đình đưa tới. Sao hạn tuổi Nhâm Tuất phạm phải trong năm 2024? Nam mạng tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm 2024, gặp sao kế đô chiếu mệnh, là một thổ tinh. Luận giải tử vi, tuổi Nhâm Tuất năm 2024 nam mạng cho biết, sao chiếu này thuộc thổ tinh là sao mang ý nghĩa xấu. Chủ mệnh nam mạng trong năm gặp sao kế đô chiếu, dễ có chuyện buồn sầu đưa tới, gia đình gặp phải bất lợi hoặc chuyện không được may, cẩn thận tang khó hoặc bị hao tán về tiền của. Ngoài ra, chú ý chuyện thị phi, các tháng xấu cần lưu tâm là tháng 3 hoặc tháng 9 âm lịch. Vận hạn tử vi, tuổi Nhâm Tuất, nam mạng năm 2024, gặp hạn địa võng, là một tiểu hạn. Hạn địa võng ảnh hưởng tới nam mạng trong năm Giáp Thìn theo chiều hướng bất lợi, nếu đi đâu chơi xa vào ngày, giờ, tuất. Chuyện tăng sự có thể gặp phải trong họ hàng, chú ý về lời ăn, tiếng nói và công việc làm ăn trong năm nay, khó khăn trở ngại khiến bản thân bỏ dở công việc giữa chừng. Nữ Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm 2024, gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, là một họa tinh. Theo tử vi tuổi Nhâm Tuất, năm 2024 nữ mạng. Đây là phước tinh, chủ về một năm có sự hân hoan của nữ mạng tuổi này, gặp sao Thái Dương làm ăn hay tài chính đều được giúp đỡ. Chủ mệnh nếu mang thai thì được tốt lành, em bé sinh ra khỏe mạnh, xinh đẹp mỹ miều, người này nếu chưa kết hôn thì nhiều khả năng tìm được người kết duyên ưng ý. Những tháng xấu chủ về đau ốm, bệnh tật, cần lưu ý là tháng 6 và tháng 10. Vận hạn tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Tuất,
sinh năm 1982, trong năm 2024, gặp hạn địa võng, là một tiểu hạn. Người tuổi này trong năm gặp hạn địa võng, nên chú ý việc đi xa trong ngày và giờ Tuất, có thể đưa tới những bất lợi có liên quan tới công việc, các công việc khó được hoàn thành và đạt kết quả như ý muốn. Gia đạo gặp chuyện buồn phiền với người tuổi Nhâm Tuất mà nói, 2024 là năm tốt lành với mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Nhờ tam hợp cục, thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó khăn nhưng có người giúp ngoại giao tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến mạnh về đường công danh. Kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm thì càng thuận lợi. Tuy nhiên, sức cạnh tranh lớn khiến đương số phải suy tính nhiều mà dẫn tới mất ăn, mất ngủ, cơ thể hao nhược. Hợp tác làm ăn có điểm phá hoại do tác động của thiên cầu hung tinh, chủ quan, khinh suất là thất bại tức thì. Tài lộc của đương số năm nay khá tốt, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch, thu được tài khí mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ, đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Tuy nhiên, thực thần đồng thời cũng kích hoạt tư tưởng mới, khiến đương số thay đổi cách sống, có xu hướng hưởng thụ nhiều hơn. Theo đó, tiền kiếm được nhiều nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nếu có ý định đầu tư hay đầu cơ ngắn hạn, năm 2024 chưa phải là thời điểm thích hợp bởi lợi bất cập hại, có thể bị thua lỗ, khó thu hồi vốn. Thời gian này nên học hỏi để tích lũy thêm kinh nghiệm, vừa làm vừa học, xây dựng nền tảng kiến thức bền vững, tránh tâm lý a dua theo đám đông. Tình duyên, gia đạo của tuổi này tuy nảy sinh khá nhiều bất cập, thế nhưng nhanh chóng được giải quyết, chuyện to hóa chuyện nhỏ, đào hoa nam vượng hơn, nhưng đa phần là đào hoa sát, thu hút các mối quan hệ không chất lượng, khó tiến tới hạnh phúc, nữ mạng yêu đương phải gặp chuyện buồn, chưa thể tiến vào giai đoạn hạnh phúc viên mãn. Sức khỏe tuy không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, thế nhưng nhiều lúc sao hung tinh chiếu mà khó tránh khỏi tai nạn bất ngờ về xe cộ hoặc đường sông nước, có động chạm sao kéo. Năm Giáp Thìn, sức khỏe của người tuổi Nhâm Tuất không đáng ngại, có điều, ngũ hành bản mệnh sinh cho lưu niên, khí lực vì thế mà tiêu hao, khó tránh khỏi các chứng bệnh như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi, xương khớp khi giao mùa. Áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái là nguyên nhân chính khiến đương số phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra, nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại. Bên cạnh ấy, bản mệnh thận trọng khi đi lại 3 tháng cuối năm hạn chế đi đường sông nước kẻo có thể gặp họa. Vậy xét năm 2024 này, tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện dưới đây. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. So với tử vi tuổi Nhâm Tuất trong năm Quý Mão, năm Giáp Thìn 2024, công việc làm ăn thuận lợi, có bước tiến nhảy vọt hơn hẳn, không còn quá nhiều thăng trầm như trước. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh, bước đầu có thể gặp chút trở ngại. Thế nhưng được tam hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời sẽ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, cát tinh mang tới các mối quan hệ sao hào, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm. Dân kinh doanh, buôn bán làm nghề tự do sẽ có một năm kiếm tiền như hái, có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành. Năm nay công việc hoàn thành thuận lợi, còn là do bạn biết đoàn kết, hợp tác với mọi người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực, nên công việc dù có khó khăn tới mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Có điều vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Xét về phương diện tài lộc tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2024 dưới sự hỗ trợ của các cục tam hợp. Tài lộc trong năm khá tốt, nhất là với những người sinh vào các tháng 4, tháng 5 và 6 âm lịch, nhận được tài khí vượng, tiền bạc hanh thông bất ngờ, tiền kiếm như hái, bù gấp mấy lần so với những hao hụt của năm ngoái. Năm có thực thần xuất hiện, đương số không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước nữa. Ngược lại, bản mệnh biết đa dạng hóa các hạng mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau. Nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng,
thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Với người làm đầu tư, bạn cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bởi nếu cứ chần chừ, do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình, bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, dù công việc bước đầu có gặp trắc trở đi chăng nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, khoản tiền lương, tiền thưởng nóng đã hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra. Có điều, cát thần này cũng kích hoạt mạnh ham muốn cá nhân. Theo đó, tuổi Nhâm Tuất có xu hướng thích hưởng thụ hơn, chi tiêu tiền bạc trong năm cũng rất lớn. Nếu không cân đối thu chi hợp lý, e rằng tiền túi kiếm được rồi cũng tiêu tán bằng sạch. Hết sức lưu ý vấn đề này. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Xét toàn cục diện, tử vi năm 2024 thì thấy rằng phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Nhâm Tuất khá ổn, không nảy sinh sự việc nghiêm trọng dẫn tới chia ly hay đổ vỡ. Trong năm, vận đào hoa của nam giới vượng hơn nữ giới, nhưng đa phần là đào hoa xấu, có thể thu hút các mối quan hệ mờ ám, không tốt cho cả người độc thân lẫn những ai đã kết hôn. Nếu không thoát khỏi sự cám dỗ từ sắt, e rằng hạnh phúc gia đình bị đe dọa. Bạn có những cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình đầm ấm, giảm mâu thuẫn, cãi cọ. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít, thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Dù mệt tới đâu về tới nhà bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn, vợ chồng bạn còn cùng nhau làm các công việc nhà, trao đổi, nuôi dạy con cái, bởi đôi bên hiểu rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Đa phần người tuổi Nhâm Tuất đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong năm 2024. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua, bạn đã làm việc quá vất vả. Nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng. Đừng ép bản thân mình làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Có điều, đương số sinh xuất cho lưu niên lại thêm nhiều hung tinh chiếu mệnh, nên khó tránh khỏi những lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa stress. Hung tinh đông tác động, mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước. Người tuổi Tuất cần hết sức cẩn trọng, người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn, chú ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị té ngã, gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh vùng đầu. Quý anh chị thân mến, cùng trong một năm nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng vì thế mà thay đổi. Ngay bây giờ xin mời quý anh chị cùng Minh Đường Tử Vi luận giải về tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024 nhé. Đầu tiên là tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 là thời điểm thích hợp để người tuổi Nhâm Tuất tiến hành các hợp tác với đồng nghiệp, đối tác. Đôi bên thẳng thắn, song phẳng với nhau thì mọi kế hoạch tiến triển suôn sẻ, thu về lợi nhuận như trong dự kiến. Thời điểm này, các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp của bản mệnh xảy ra vấn đề. Trong một tập thể, việc mọi người có ý kiến bất đồng không phải là chuyện hiếm, song quan trọng là phải có phương pháp để giải quyết vấn đề ấy một cách hợp lý. Bạn không nên nâng cao quan điểm cá nhân mà hạ thấp quan điểm của người khác, có đôi khi bạn phải học cách thỏa hiệp với mọi người xung quanh. Kẻ tiểu nhân xuất hiện cũng có thể gây ra không ít phiền phức cho bạn. Bản mệnh chớ nên quá để tâm tới lời bàn ra, tán vào của mọi người xung quanh. Thời điểm đầu năm, con giáp này có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Người độc thân có thể chấp lấy cơ hội này để tìm ra người phù hợp với mình. Hãy tự tin thể hiện bản thân, bạn sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Do sức đề kháng giảm nên bạn thường xuyên ốm đau, thậm chí phải nghỉ làm trong tháng này. Nếu phòng tránh được từ đầu, bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, không bỏ bữa, ngủ đủ giấc, thì bạn sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Bản mệnh được trao cho nhiều cơ hội để khẳng định bản thân trong tháng 2, có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, phải làm việc ngay cả khi mọi người được nghỉ ngơi, nhưng rồi sự cố gắng ắt được đền đáp, xứng đáng. Chuyện tiền bạc không có gì phải đáng lo, khi bản mệnh kiếm được một khoản tiền đều đều từ các hạng mục đầu tư, kinh doanh từ tiền hoa hồng, thưởng nóng. Tuy nhiên, dù túi tiền rủng rỉnh, con giáp này cũng chớ nên mua sắm quá đà, bạn nên hạn chế hợp tác, đầu tư với những đối tác mới, lúc này nếu không muốn rơi vào cảnh mâu thuẫn hoặc là bị lừa gạt tiền bạc thất thoát. Người làm đầu tư
kinh doanh, cần thêm thời gian để tìm hiểu thêm về đối tác, khách hàng của mình và lập ra những kế hoạch cụ thể hơn. Với người làm công ăn lương thì bạn cần tập trung vào nhiệm vụ, hạn chế để xảy ra sai sót, giữ vững mức lương của mình. Tháng này nhiều rắc rối xảy đến nên bạn khó có thể đạt được thành tích cao, có cơ hội tăng lương, thưởng nóng. Vì thế bạn hãy cố gắng làm tốt công việc của bạn được phân công, hạn chế gây xích mích với bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tuất tiến triển không như ý muốn ở thời điểm này, có thể thành công của bạn khiến cho một số kẻ ngứa mắt và tìm cách phá hoại. Song bạn cũng không cần quá lo lắng, bởi chỉ cần tập trung cho nhiệm vụ thì bạn sẽ kịp thời phát hiện được những nguy cơ. Việc buôn bán kinh doanh nhìn chung là ổn định, song bạn cần phải tìm hiểu nhiều hơn về xu thế thị trường để có những phương án thích hợp. Nếu khả năng cho phép, bạn nên tính tới chuyện mở rộng thị trường. Tình cảm, gia đạo tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Khi quan hệ vợ chồng không được như ý muốn, bạn cần phải tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn trước khi đánh giá người khác, đặc biệt là nửa kia của mình. Bạn và người ấy thường xuyên mâu thuẫn về những quan điểm bất đồng trong cuộc sống, việc nuôi dạy con cái. Khi tranh cãi nổ ra, hai người đều cần phải tự nhắc nhở bản thân mình. Giữ bình tĩnh, khi tình hình trở nên quá căng thẳng thì nên dừng lại đúng lúc, đợi đến khi cả hai đã ổn định cảm xúc khi hãy tiếp tục thảo luận. Cha mẹ và con cái cũng dễ xảy ra bất hòa trong tháng này, đã là người thân của nhau thì đôi bên cần biết cách nhường nhịn, lắng nghe, đặt mình vào vị trí của đối phương nhiều hơn. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay, hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Bản mệnh hãy chậm mà chắc, vừa làm, vừa thay đổi điều chỉnh rồi cuối cùng sẽ hoàn thành mục tiêu. Bên cạnh đó, hãy luôn dành thời gian để lắng nghe thêm lời gợi ý của mọi người. Trong tháng 4 âm lịch, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tuất khá ổn định, dù tinh thần có dấu hiệu đi xuống. Thế nhưng bạn cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, vất vả, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chuyện tình cảm khá êm đềm, khi vợ chồng không mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Dù có chuyện gì xảy ra, hai người cũng vẫn có thể bình tĩnh trao đổi để tìm thêm cách giải quyết chung với những cặp đôi trẻ, thậm chí hai bạn có thể đón tin vui. Tuy nhiên, anh em trong gia đình có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp với nhau trong những chuyện liên quan tới quyền lợi và tiền bạc. Bạn chớ nên vì lòng tham mà hành xử nông nổi, khiến quan hệ tình cảm rạn nứt, khó hàn gắn được. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Được quý nhân chiếu cố, người tuổi Nhâm Tuất làm điều gì cũng thuận lợi trong tháng 5 này. Bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu mà hiếm người có được, hãy nhanh chóng nắm bắt, bạn có thể gặt hái được thành công và khẳng định vị thế của mình. Với người làm ăn kinh doanh, bạn ý thức được điểm mạnh của bản thân để có thể phát huy đúng lúc. Đối thủ cạnh tranh cũng không làm bạn chùn bước, mà ngược lại bạn càng cảm thấy tràn trề ý chí phấn đấu hơn. Về tài lộc, người tuổi Nhâm Tuất hứa hẹn những tin vui về tiền bạc, việc kinh doanh, buôn bán vẫn thu lợi đều đều. Người làm công ăn lương cũng có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tuy nhiên, vận khí nhiều bất ổn, tài khí tụ rồi dễ tan, mọi việc không suôn sẻ như bạn nghĩ. Tài lộc duy trì ở mức bình ổn là may, nếu bạn quá tham lam sẽ dẫn đến tình trạng phá tài, đầu tư mạo hiểm tại thời điểm này. Không thích hợp, thực lực chưa mạnh, nguồn vốn lại không đều, càng đầu tư thì càng thấy thua lỗ, nên chờ đợi cơ hội tốt hơn. Nếu có dự định từ trước, bạn cũng chỉ nên đầu tư ở quy mô nhỏ, tính toán kỹ càng để phòng nguy cơ không thu hồi được vốn. Ngoài ra, do vận tiểu nhân vượng nên bạn cũng cần hết sức thận trọng trong các hoạt động kinh doanh mạo hiểm, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo làm trò phạm pháp. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất cần phải đề phòng kẻ xấu rình rập trong tháng này, có thể những thành tích bạn gặt hái được là nguyên nhân khiến tiểu nhân ghen ghét. Hãy cẩn trọng, đừng tin người quá dễ dàng, kẻo bị cướp công lúc nào không hay. Có thể thấy, công việc trong tháng gặp trở ngại, nhưng trải qua thử thách bản mệnh mới khám phá ra tài năng tiềm ẩn. Nhìn chung, kết quả công việc vẫn ở mức khá, chưa thể khiến bạn thực sự hài lòng, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Trong mối quan hệ, bạn chớ nên quá cố chấp với những quan điểm của mình, đặc biệt là với các cặp vợ chồng. Bạn nên dành thời gian để lắng nghe ý kiến, cảm nhận của người ấy nhiều hơn, đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho đối phương. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Nhâm Tuất gặp được nhiều cơ hội để phát huy điểm mạnh của bản thân trong tháng 7 này. Thậm chí cấp trên còn chủ động giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng là bước ngoặt trên chặng đường thăng quan tiến chức của bạn. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển thuận lợi khi bạn làm quen được với những khách hàng và đối tác triển vọng. Có thể bạn sẽ phải làm việc vất vả một chút, song công lao được trả giá đúng đắn,
khiến bạn cảm thấy tràn đầy động lực. Sự xuất hiện của hung tinh trong tháng cô hồn còn mang tới điềm báo xui xẻo về tai nạn bất ngờ, nhắc nhở những ai thường xuyên phải di chuyển cần cẩn trọng. Khi tham gia giao thông, cần tuân thủ luật lệ, đã uống rượu bia thì không lái xe, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và cho chính mình. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Các mối quan hệ xã giao phát triển tốt trong thời điểm này, khiến người tuổi Tuất độc thân nhanh chóng làm quen được với nhiều đối tượng triển vọng. Trong quá trình giao lưu trò chuyện, bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Thiên tài ghé thăm, cho thấy đây cũng là một tháng mang tới thời cơ để thúc đẩy tài chính tăng trưởng. Những thử thách trong thời gian này khuyến khích bạn nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ khả năng của mình. Nhờ thế, học hỏi được nhiều hơn và đạt được những kết quả tốt đẹp hơn trong công việc hay mọi hoạt động. Đương số cũng cần lưu ý, chú ý sức khỏe, không nên giấu bệnh, không nên chần chừ, không đi khám một khi cơ thể có biểu hiện bệnh tật. Trên phương diện chi tiêu, bạn bắt đầu tiêu pha có kế hoạch hơi nhiều nên có thể tích lũy được một khoản kha khá. Bạn có thể dành thời gian nghiên cứu các lĩnh vực đầu tư hoặc gửi tiết kiệm giúp đồng tiền của mình tiếp tục sinh sôi. Dịch mã chủ về dịch chuyển, dự báo tháng này bản mệnh phải di chuyển khá nhiều, nhưng nếu bạn hoạt bát, thể hiện được khả năng thì tháng tới mới mong gặt hái được thành quả. Vì vậy, hãy chủ động đón nhận những thay đổi đang đến với mình. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Một vài khó khăn sẽ xảy đến với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 9 này, đòi hỏi bạn phải kiên trì, quyết tâm không bỏ cuộc giữa chừng. Thông qua thử thách lần này, bạn nhận ra ai là người luôn ủng hộ mình, đồng thời cũng phát hiện ra tiềm lực của bản thân. Đối với người làm công ăn lương, những thành tích đáng mừng của bạn trong sự nghiệp chính là nguyên nhân khiến lãnh đạo không ngần ngại thưởng nóng, thậm chí là tăng lương cho bạn. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Đối với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể kiếm được một khoản tiền lời lãi nhờ những mối đầu tư trước đó của mình. Tháng này tuy khoản tiền nhận được không quá lớn, thế nhưng cũng đủ để khẳng định con đường bạn đi là đúng đắn. Chuyện tình cảm có một vài trục trặc, khi vợ chồng bạn hiểu lầm nhau trên một vấn đề nào đó, bạn cần chú ý trong cách nói năng, hành xử, đừng để cảm xúc bộc phát trong lúc nóng giận, khiến mối quan hệ giữa hai người xảy ra rạn nứt tổn thương. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xuống dốc lại là điều bạn cần phải quan tâm và chú ý. Bạn thường xuyên mắc phải những căn bệnh vặt vãnh, dù không nghiêm trọng nhưng lại dễ khiến cho cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao và có lối sống hợp lý để cải thiện sức khỏe. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tình hình tài chính của người tuổi này khá dư giả trong tháng 10, bởi bạn nắm bắt được xu thế của thị trường và sẵn sàng là người đi tiên phong. Khoản tiền kiếm được có thể giúp bạn tiêu xài xả láng trong khoảng thời gian ngắn. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng sẽ nhận được các khoản thưởng nóng. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành công, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, bỏ ngoài tai lời nói của người khác, sự khiêm tốn không bao giờ là thừa. Tuy nhiên, hung tinh cũng đem đến những tác động xấu nhất định, bản mệnh sẽ gặp tiểu nhân khiến việc làm ăn tưởng chừng thuận lợi, bỗng gặp cản trở. Đồng thời bản tính đa nghi, thỉnh thoảng chần chừ, do dự cũng có thể khiến bạn bỏ lỡ một vài cơ hội tốt. Trước lời ngon, tiếng ngọt hoặc rủ rê lôi kéo của người không quá thân thiết, bạn cần hết sức tỉnh táo để đề phòng, chớ vội vàng nghe theo kẻo rơi vào bẫy. Giờ giấc sinh hoạt không khoa học là một trong những nguyên nhân chính khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, đau dạ dày, đau đầu, bạn cũng thường xuyên mắc các bệnh do thay đổi thời tiết. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Sự nghiệp phát triển ổn định, bạn khá vất vả vào những ngày tháng cuối năm, đổi lại bạn dần nhìn thấy được thành quả của mình. Với người làm lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt tập thể vượt qua khó khăn, tìm hướng đi mới cho tương lai, bạn tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của mình, tạo thêm cơ hội được cất nhắc trong tương lai. Tình hình tài chính không có nhiều biến động, bạn nên dành thời gian để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Nếu có tình cảm với ai, bản mệnh nên chủ động bày tỏ với người ấy, đừng chần chừ do dự quá lâu. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy dần tháo gỡ được những hiểu lầm, đôi bên thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tuất không có gặp vấn đề gì đáng lo ngại trong khoảng thời gian này. Nhờ vậy, bạn có thể sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào và cố gắng hết sức để gặt hái thành công. Tuy vậy, bản mệnh vẫn không nên coi thường những vấn đề về sức khỏe, dù có trẻ tuổi thế nhưng bạn cũng không nên làm việc quá sức, sinh hoạt không điều độ, khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch.
Công danh sự nghiệp của bạn khá lý tưởng, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Khó khăn, trở ngại cũng sẽ được khắc phục, cứ kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân giúp sức, kết quả khả quan. Gặp thiên thời, địa lợi dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, thế nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Những người làm công ăn lương nên tự tin hơn trong việc thể hiện quan điểm, ý kiến cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Làm được điều này, bạn sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, cuối tháng có khả năng được thưởng nóng hoặc tăng lương. Tài lộc của người tuổi Nhâm Tuất phát triển mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2024. Bạn nắm bắt được xu thế thị trường, biết được điểm mạnh của bản thân là gì để phát huy đúng lúc. Vì vậy mà đạt được những thành tích khiến người khác đáng ngưỡng mộ. Chuyện tình cảm cũng có tiến triển tích cực khi người độc thân gặp được người phù hợp, người có đôi có cặp thêm trân trọng nửa kia của mình. Tình hình sức khỏe trong tháng cần chú ý, dù không có gì đáng lo ngại, nhưng do có hung tinh ngũ quỷ xuất hiện, nên có thể gặp tai nạn bất ngờ hoặc chấn thương về chân và tay, đi lại chú ý vấn đề an toàn giao thông để không hại mình, hại người. Vâng, quý anh chị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.